Cô và anh Toàn có mối quan hệ gì? Chúng tôi là tình nhân. Tôi nghi thằng Toàn á, nó lấy cô Hạnh vì tài sản đó cô. Chị Hạnh mất tích cả tuần nay, anh không cảm thấy lo lắng à? Lo lắng cái gì? Cô ta đi theo trai, không một chút anh ấy, tại sao tôi phải lo lắng? Nếu như mà anh ta muốn chiếm toàn bộ số tiền bảo hiểm thì ta phải tìm xác của chị Hạnh cho càng sớm càng tốt. Sếp à. Luật sư của ông Toàn đã liên lạc hỏi chúng ta là có tìm được thông tin của người đi chung với chị Hạnh không. Ông Toàn thì muốn ly dị nhưng mà không muốn chia tài sản, bởi vì chị Hạnh đã vi phạm luật hôn nhân gia đình. Ừ, rồi đi. Dạ. Nhưng mà nguồn gốc tài sản đó là của Hạnh mà, chứ không phải của anh ta đâu mà anh ta đòi lấy hết. Vấn đề là nếu như mà không xác định được chị Hạnh đã chết thì ông ta cũng không được nhận tiền bảo hiểm. Nhưng mà số tiền nó khá lớn, mọi người không thấy có gì lạ sao? Nếu như mà chị Hạnh chết hoặc là chị ấy gặp chuyện thì anh ta sợ mình sẽ bị liên lụy. Chắc có thể vì lý do này mà anh ta cố tình sắp xếp để cho chúng ta phát hiện xác của chị Hạnh sau đó, chủ yếu là muốn lấy tài sản trước đã. Đằng nào thì chị ấy cũng mất tích, ông ta cũng bị liên lụy rồi. Nếu như mà xác định được chị Hạnh qua đời vì một nguyên nhân nào đó thì ông ta sẽ được nhận tài sản và cả tiền bảo hiểm. Vì vậy là quá lợi với ông ta. Nói gì thì nói, nếu như không thể tìm được xác thì không thể cấu thành vụ án được. Alo, dạ con nghe đây cô. Cô tìm ra được manh mối à? Dạ, tôi có tới liền. Dạ. Chào cô. Chào hai cậu. Chào cô. Dạ. Tôi thấy cái vật này lạ nên gọi hai cậu tới đây đó. Khi cô phát hiện ra những cái vật dụng này thì nó nằm ở đâu? Dạ, tôi dọn dẹp cái tôi thấy nó nằm sau cái tủ hả cậu? Ồ, cô tới đây có chuyện gì vậy? Nhưng sao mà cô vô được bên trong nhà? Dạ, tôi đến đây định dọn dẹp nhà cho anh Hạnh bằng cái chìa khóa xưa cua mà nó đưa cho tôi đó. Hai cậu biết không, tánh của anh Hạnh thích gọn gàng và sạch sẽ lắm. Dạ, chào cô. Kiểm tra máy này đi. Cái thứ này mà hôm qua em cũng cho một số người đi tìm thử các bãi đất xung quanh để coi có gì không, nhưng mà không có gì khả nghi hết. Ủa sao cậu không đi tìm mà cậu nhờ người khác đi tìm, mà nhờ người ta tìm là không kỹ thì sao cậu? Tôi sẽ kiểm tra kỹ, có gì báo liền nha. Tình hình này chắc phải đi rà soát lại một lần nữa. Vết đất ở trên cây rửa, chúng ta phải tìm xem xung quanh có đất nào giống như màu đất này. Dạ, xin phép cô. Dạ, cảm ơn nha cậu. Ai ở nữa. Đừng có nói là dị ứng với mấy cái mùi cỏ đất đồ nha. Chị Mai, hồi nãy ở ngoài á, em nghe có mùi phân bò nhiều lắm á. Có khi nào chị... Đừng có giỡn nữa. Nghiêm trọng hơn, đây là mùi tử thi đang phân hủy. Cô nghe được mùi à?
có xác định được hướng nào không? Hướng đó à? Hướng này là nặng mùi nhất. Đi. Hai anh vô coi thử đi. Cô không đi à? Hai anh đi trước đi. Tôi gọi cho Nguyệt. Suy đoán nguyên nhân tử vong là gì? Khả năng cao là bị trúng độc. Trong khoang miệng có chất dịch lạ, pha lẫn chút máu. Cơ bị co rút, đây là biểu hiện của sốc phản vệ khi cơ thể hấp thụ phải chất độc. Dù sao thì mình cũng tìm thấy thi thể của chị Hạnh, cũng đủ cơ sở để cấu thành vụ án. Chúng ta đỡ phải mò mẫm tiếp. Có điều này quan trọng. Khi chết, trên tay chị Hạnh nắm chặt những sợi tóc. Có thể đây là tóc của hung thủ. Tôi sẽ mang về khám nghiệm ADN để tìm ra mẫu trùng khớp. Xung quanh hiện trường không có bất kỳ dấu chết gì hết. Tạm thời bây giờ cứ đưa xác nạn nhân về trước, sau đó thì chờ kết quả khám nghiệm tử thi. ADN của sợi tóc mà chị Hạnh nắm trên tay trùng khớp với mẫu ADN của anh. Anh có điều gì muốn nói không? Tôi không hiểu tại sao sợi tóc của tôi lại có trên tay của cô ấy. Anh đang buồn lắm hả? Anh đã có ý định lấy Thu. Tôi không muốn cưới Thu. Hạnh phát hiện tôi có mối quan hệ với Thu, tôi thấy cô ấy đau lòng. Thu cảm thấy áy náy, đã cắt đứt mối quan hệ với Thu thì... Thời điểm mà chị ấy tử vong là sau khi rời khỏi nhà lần cuối. Lúc đó anh đang ở đâu? Lúc đó tôi đang gặp Thu để nói lời chia tay. Vậy tại sao anh xóa hết các video ở thời điểm đó? Tôi nói lời chia tay với Thu, cô không chịu. Cô đi theo tôi về tới tận nhà, rồi giằng co, rồi vào nhà gặp Hạnh. Tôi không cho nên cô ấy nhào tới ôm tôi. Tôi sợ Hạnh hoặc là ai đó thấy, cho nên tôi mới xóa video đi. Vậy còn cái hợp đồng bảo hiểm thì sao? Sau khi chị ấy chết, chính anh là người sẽ nhận được tiền. Tôi không quan tâm tới nó. Hạnh tự mua rồi đưa tôi ký. Cô nói là làm như vậy để thể hiện lòng tình cảm của cô dành cho tôi. Tổng hợp tất cả những bằng chứng và manh mối đều dẫn tới anh. Vậy còn cái rửa và cái áo mưa trong kho thì sao? Tôi không có giết Hạnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới bỏ cô ấy cả.
anh rất xông xáo xúc tiến để hoàn tất thủ tục ly hôn. Còn có ý định chiếm lấy tài sản nữa mà. Không, tôi cứ tưởng là cô bỏ mình để đi theo người khác. Vì quá tức giận cho nên tôi làm như vậy cho bỏ ghét thôi. Thôi được rồi, có vẻ là anh đang xúc động quá. Cứ bình tĩnh đi, mai tôi sẽ lấy lời khai tiếp. Tự nhiên chị lại đột ngột nắm tay em vậy? May là em thu tay lại kịp không thì... Tại vì chị có việc cần gặp em, sẵn tiện thấy em ở đây nên là chị mới lại chụp tay em. Có thông tin mới hả chị? Hay là mình vô trụ sở rồi nói? Khỏi. Chị nghĩ là đứng ở ngoài này nói chuyện luôn đi. Tại người nhà của chị nhạy cảm á, thấy chị tới lui mấy chỗ đồn công an như vậy cũng không có nên. Thiệt ra con Hạnh nó bị... Trước khi tiếp nhận vụ này, tụi em cũng đang nghĩ tới những trường hợp xấu nhất, là chị ấy sẽ bị sát hại. Vấn đề bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra hung thủ là ai. Hôm bữa nó nói với chị nó buồn, chị nghĩ là nó đi đâu khuây khỏa vài hôm thôi, nên là chị cũng không có để tâm. Giờ nhận tin nó bị sát hại như vậy, chị có nhớ ra được một chuyện. Nó với lại cái con tiểu tam gì đó, thiệt ra là hai đứa nó đã gặp nhau ở quán cà phê rồi. Mà không những gặp đâu, tụi nó còn cãi nhau sùm trong quán nữa. Con kia còn đòi xứng vô đánh con Hạnh nữa kìa. Mãi sau á, nhân viên của quán mới can ra được, con kia nó cũng bỏ về luôn. Rồi sau đó con Hạnh nó gọi cho chị tới, nó khóc lóc quá trời. Chị phải hỏi nhân viên trong quán kể lại sự tình mới biết đó. Cô gái đó tên là Thu phải không? Chị biết mặt cô ta chứ? Chị còn nhớ. Có phải người này không? Đúng rồi, là con này nè. Tại vì lúc mà chị tới thì nhân viên trong quán có cho chị coi clip, nên là chị không thể nào nhìn lộn mặt con này được. Tại con Hạnh nó hiền á, chứ mà gặp chị bữa đó chị xé xác nó ra luôn. Nhưng mà Thu khai là chưa bao giờ gặp Hạnh. Chị có biết quán cà phê mà hai người gặp nhau không? Chị cũng không nhớ nữa. Quán đó cái gì mà hương lúa hương nhà gì đó. Chị nhớ mang máng là vậy. Mà ở ngoài quán nó có một cái bánh xe rất là lớn, trang trí đầy cỏ hoa trên đó luôn. Có lần con Hạnh nó kể với chị á, là cái con Thu gì nè, có tìm tới nhà con Hạnh nữa đó. Dạ được rồi, tụi em sẽ nhanh chóng triển khai vụ này. Ngoài ông Toàn ra thì chị nghĩ con Thu này cũng là hung thủ giết chết con Hạnh đó. Hoặc không chừng là hai người này hợp tác với nhau để sát hại con Hạnh. Dạ, đội tụi em sẽ điều tra thật là kỹ vụ này, không bỏ sót một hung thủ nào đâu. Chị yên tâm. Thôi, cũng tới giờ chị về nấu cơm rồi. Nếu mà nhớ ra được gì á, chị sẽ liên hệ với tụi em liền. Chị đi cẩn thận. Chào em. Cảm ơn chị. Cô ta thì em đang rượt mà, đuổi theo đi. Trời ơi, thiệt thật chứ. Đứng lại, chúng tôi bên đội trọng án. Chúng tôi thấy là cô đi vào trong nhà của nghi phạm, chỉ là định hỏi chút chuyện thôi. Sao mà chạy dữ vậy? Tôi đâu có chạy đâu. Nếu không chạy thì đứng yên. Hiện tại thì cô đang trong diện tình nghi giết người. Chúng tôi muốn cô hợp tác điều tra. Anh nói gì vậy? Tôi có giết ai đâu. Tôi không có giết ai hết trơn á.
Những lời nói của cô đã hoàn toàn sai với sự thật. Làm sao cô có chìa khóa nhà của anh Toàn? Cô chưa từng đến đó mà. Với lại cô đã đến nhà anh Toàn vào buổi tối hôm mà chúng tôi khám xét nhà lần đầu tiên đúng không? Camera nhà hàng xóm đã tố cáo cô rồi. Tôi không có lấy, là lúc đó anh qua nhà tôi nên tôi mới lấy chùm chìa khóa đó tôi đánh bộ khác. Tôi vô nhà anh Toàn là để tạo bất ngờ cho ảnh khi mà ảnh đi làm về mà. Ghét bả lắm, đâu có nghĩa là tôi giết bả đâu. Cô vẫn còn chối à? Cô từng nói là cô chưa bao giờ gặp chị Hạnh. Vậy tại sao chúng tôi có được những hình ảnh cô đã từng tranh cãi, thậm chí là muốn hành hung chị Hạnh ngay tại quán cà phê? Cái đó là bà hẹn tôi ra trước, xong cái tôi sợ bà đánh tôi nên là tôi dọa bà trước. Nhưng mà cô có biết là cô làm như vậy là vô tình đẩy anh Toàn vào trong việc tình nghi giết người. Với cái tội danh này sẽ bị xử lý hình sự và ở tù đó. Tôi đâu có biết là mọi chuyện ghê gớm vậy đâu. Tôi chỉ muốn trả thù, tại ông Toàn ổng đòi chia tay tôi. Lúc mà chị Hạnh chết, anh Toàn rất đau khổ. Ông khổ gì? Bà chết, ông Toàn thoát được một đống nợ. Gì tôi nhờ cậu tới đâu rồi? Em thức cả đêm để làm cho chị đó. Nè, rà soát vào camera thì thấy dạo gần đây bà Thương hay tới lui nhà của chị Hạnh. Đây là video trước khi mà chị đi khỏi, giống như là đi du lịch về rồi ghé qua. Nè, camera quay lén chị cho em tìm nè. Mắc lắm đó, chị xài cho cẩn thận giùm em. Hư là em đòn ba cái đó. Cậu hiểu rõ điều kiện của chị mà. Em thua chị. Tôi theo dõi, nghi ngờ là hung thủ sẽ quay lại, cho nên là gọi anh tới tiếp diện. Cô cũng cần tôi tiếp diện nữa hả? Mà nè, hung thủ là ai vậy? Con ơi, sao con lại bỏ mẹ mà con đi vậy con? Con ơi, dù sao chị ấy cũng đã chết rồi, cô đừng quá đau buồn, ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi còn có một mình nó à, tôi không buồn sao được cô. Cô còn họ hàng mà. Cô ruột của chị Hạnh tên là Khả, mới từ nước ngoài về, có tới tìm tụi con. Nó tới đây làm gì? Ý tôi nói là lâu ngày quá không có tin tức của cô ruột của Hạnh đó. Mà sao nó tới đây, nó không gặp tôi? Chuyện đó thì con không biết, nhưng mà cô Khả tới tìm tụi con để hỏi về chuyện của Hạnh. Và chị Khả cũng có kể khá nhiều chuyện của quá khứ. Nó có nói gì tôi không cô? Dạ có. Cô Khả nói là lúc chị Hạnh còn sống, không có hợp với cô, hai người có rất nhiều mâu thuẫn. Nó ghét tôi nên nó đặt điều nói xấu đó, cô đừng có tin nó. Dạ, con cũng nói như vậy là cô rất thương yêu chị Hạnh, nhưng mà Khả nó không phải. Và còn nói là cô có dám thề mình thương chị Hạnh thật lòng hay không? Cô kêu nó đến đây, tôi thề trước mặt nó luôn. Chị Hạnh. Hả? Chị Hạnh kìa. Nó đâu? Nó đâu? Ngay cửa sổ đó. Nó đâu? Sao
mày chết rồi, mày không siêu thoát đi. Mày về đây làm gì hả? Không, tại vì tôi sợ quá cho nên tôi mới nói như vậy. Cô thấy con Hạnh thiệt hả cô? Dạ, con thấy. Nhưng mà chắc giờ chị Hạnh đi rồi. Tại vì đã tìm được chị Hạnh chết ở đâu mà chưa được chôn cất, cho nên là chị Hạnh buồn, chị Hạnh tìm về thôi. Thôi, tới giờ con phải đi rồi. Cô ở nhà cẩn thận. Cô đừng có đi. Cô ở lại đây với tôi đi, tôi sợ lắm. Nếu như mà cô thấy sợ, hay là cô qua nhà hàng xóm đỡ đi. Nhưng mà phải cẩn thận. Đừng mà, đừng có nhát tôi. Mày đi đi. Đừng mà. Mày đừng có ám tao. Cứ chờ xem. Mày chết, tao cũng đâu có vui như tao nghĩ đâu. Thôi thì mày siêu thoát đi nha. Sau khi kiểm tra vết đất thu được tại nhà bà Thương thì tôi phát hiện vết đất đó trùng khớp với loại đất thu được trên rượu, trên áo mưa và cả trên người nạn nhân. Thời gian trước khi chị Hạnh mất tích, bà thường xuyên truy cập internet để tìm hiểu về một loại chất độc, và chị Hạnh đã chết vì loại chất độc này. Tôi ngồi đây chờ luật sư tới chứ không có rảnh để mà tiếp chuyện mấy người đâu.